Ngọt bà con, nước ngọt nó có hại như thế nào và nó có lợi như thế nào? Nước ngọt người ta uống được, nhưng mà có những người có bệnh sau đây không được uống nước ngọt, đó là những người đó là những người tuyệt đối không được uống nước ngọt, là những người có tiểu đường nè, rồi những người có bị tim mạch nè, huyết áp nè. Vậy ta uống nước lọc là tốt, nhưng mà những người uống nước ngọt như vậy nó rất có tai hại, nhưng mà tuyệt đối không uống, đó là những người có tiểu đường, tim mạch, huyết áp, những gì mà sản xuất người ta ghi rõ trên bao bì. Nếu ai không ấy ta đọc rõ, toàn là hương không à, như trà xanh, không phải là trà xanh của Thái Nguyên đâu, không phải trà có cành cây lá, nhưng mà trà xanh đó là cái loại hương trà xanh, hương trà, cho bà con cứ coi rõ. Và cứ nước ngọt thì nó có cái cảm giác là rất là sảng khoái, cho nên thích uống. Nhưng mà nó tổn hại cho nghiêm trọng sức khỏe. Nó làm cho mất đi dinh dưỡng thiết yếu nè. Nó phát ra bệnh tiểu đường nè. Rồi nó làm cho tăng cân nè. Mềm xương nè. Loãng xương nè. Sâu răng nè. Mất nước. Bà con thấy không? Nó rất là trở ngại. Cho nên bà mong rằng bà con cùng với gia đình biết được nước ngọt nào nên dùng và không nên dùng. Biết được điều nào dùng và điều nào không nên dùng, để sử dụng cho gia đình mình được tốt cho sức khỏe. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp.